Trịnh Kim Chi đau xót, Quyền Linh cùng cả showbiz bằng hoàng nhận tin tăng sự từ nghệ sĩ Thanh Bạch. Rạng sáng 28 tháng 6, nghệ sĩ Thanh Bạch bất ngờ đổi ảnh bìa trang cá nhân thành hình bông hoa sen màu trắng nền đen thay cho lời thông báo về tin buồn của gia đình mình. Ông cũng đang liên tiếp hai story Facebook có hình ảnh tương tự. Lập tức cộng đồng mạng và các đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn đến Thanh Bạch, ca sĩ Nguyên Vũ, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, ca sĩ Phương Thanh, MC Quyền Linh, ca sĩ Lân Nhã, MC Lưu Hà Trinh cùng rất nhiều người nổi tiếng bày tỏ đau buồn bàng hoàng trước thông tin mà Thanh Bạch chia sẻ. Đến hiện tại Thanh Bạch vẫn chưa chia sẻ cụ thể về tăng sự của nhà mình. Một số người bạn của Thanh Bạch chia sẻ trong bình luận rằng mẹ của ông vừa qua đời. Thông tin này càng khiến mọi người xót xa. Ai nấy đều lần lượt gửi lời chia buồn với Thanh Bạch. Thanh Bạch từng được mệnh danh là vua MC truyền hình, nằm trong top những gương mặt xuất hiện dày đặc trên TV Việt Nam. Ông từng có thời gian được đào tạo chính quy, du học tại Nga nên kỹ năng và kiến thức rất phong phú. Đi cùng với nổi tiếng đời tư phong cách của Thanh Bạch cũng gây nên nhiều tranh cãi dù vậy thanh bạch vẫn rất được đồng nghiệp kính trọng yêu mến sau nhiều biến cố thanh bạch sống rất kín tiếng